Ngày xưa có một con hổ muôn loài thần phục dưới chân. Con hổ sống không thọ, giữa đường gặp phải sói. Sói ăn thịt hổ, chớp mắt thành đại vương. Quyền thế trên đời đổi thay, số mệnh luân hồi là quy luật xưa nay chưa từng thay đổi. Còn cái giá phải trả là trăm họ lầm than. Tiết trời hanh khô, cẩn thận củi lửa. Đóng cổng, đóng cửa sổ. Chưa về sao? Cần đi lâu tới thế sao? Để tiểu nhân đi xem thử. Ăn cho nhiều vào. Tiểu Ngũ, nhanh lên đi, mọi người đang chờ ngươi đó. Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, ta nói ngươi. Cửu môn. Không hay rồi, đại ca, có chuyện rồi, có chuyện rồi, có ma. Quản cái gì chứ, có sơn ca ở đây mà. Dẫn ta đi xem thử đi, bên kia. Đại ca, đại ca, bên đó, chính là bên đó. Sao lại nằm ở đó rồi? Có khi nào chết rồi không? Nhìn đi, nhìn đi, im lặng coi. Mau qua đó coi đi. Đi đi, làm gì vậy? Làm sao vậy chứ? Không biết. Nè Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, kêu lớn lên coi. Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ. Ngươi làm ta sợ hết cả hồn luôn đó. Ngươi được lắm. Đừng, đừng, đừng. Đừng mà. Ma mà còn có bóng. Dám giả thần giả quỷ trước mặt của ông đây sao? Các huynh đệ, xông lên. Thối thiệt đó. Chết tiệt, lông chân. Đây là ma nam sơn. Để ta xem như chạy đi đâu.
Mà chết tiệt. Ma trời, ma trời. Lục Tâm, Lục Tâm. Hoàng thành giới nghiêm, ngoài tội phạm ra chỉ có cửu môn vệ hoạt động ngoài thành vào khoảng thời gian này. Cửu môn đề đốc được đặt tên theo chính cổng của hoàng thành. Đế, dân, binh sứ, dân đế, lương môi tử, tù quan, trong cửu môn không có vụ án nào không phá được. Lục Tâm, đánh hắn đi. Lục Tâm, tên này là Ma Nam đó. Gì mà ma nam ma nữ chứ, tự mình xem đi. Đây. Cái này là người giả ma. Người đúng là hèn hạ thiệt đó. Không đúng, không đúng nha. Này Lục Tâm, khi nãy hắn có ba cánh tay mà. Đại giả đó. Chẳng không đúng, chẳng không đúng. Ban nãy ngoài hắn ra còn có một đống ma chơi đuổi theo phía sau nữa đó. Dây câu cùng với phốt pho vàng giống như thả diều gì đó, ma chơi sẽ đuổi theo ngươi, hiểu chưa? Diễn trò với ông đúng không? Ngươi nhìn ta đúng không? Hắn nhìn ta, hắn nhìn ta thì ta phải đánh hắn, có đúng không? Ta đánh ngươi, ta đánh ngươi, cho ngươi chết. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Người đâu, đưa đi. Rồi cha nước ớt gãi lòng bàn chân, đem ra hậu hạ hết cho ta. Được rồi, đi đi. Cái gì đây? Không biết. Giữ lại trước đi, không chừng sẽ có ích đó. Đi đi. Tiếp tục tuần tra. Nói ngươi nghe, chắc sẽ không gặp ma nữa chứ. Người người, người thiệt tình. Không ra làm sao. Túy Tiên Lầu. Trình đại nhân hình như đang ở Túy Tiên Lầu mở tiệc mừng thọ, vậy mà cũng không mời ta. Không có tầm mắt. Theo cách nói của ngươi, vậy ta không phải là người có tầm mắt nhất ở thế gian này sao? Tại sao chứ? Ta đi đâu cũng dẫn theo ngươi. Vị thiếu hiệp này, không thể không nói, ngươi rất có tầm mắt đó. Đừng có giở trò này nữa. Trình đại nhân, là Trình đại nhân. Trình đại nhân, Trình đại nhân. Là Trình đại nhân, chết rồi. Trình đại nhân. Chọc cái ổ ma quỷ rồi hay sao? Sao lại tới thêm một tên nữa? Dạ. Phong tỏa tử lầu. Lục Tâm, ngươi quay lại đây. Chuyện này làm sao đây? Xảy ra chuyện lớn rồi. Tại sao ngươi giết cha của ta? Rốt cuộc thì ngươi là ai? Tại sao lại giết cha của ta? Đại sinh gia gia của ngươi tới đây.
Đuổi không kịp đâu, đuổi không kịp đâu. Hai ta đánh không lại hắn đâu. Có sao không? Ta không sao. Đi thôi, quay về. Về đâu? Quay về điều tra. Trình đại nhân vẫn còn nằm ở đó. Đừng khua tay múa chân. Không phải vết thương do kiếm. Vậy đây giáo dạy của Dạ Xoa sao? Cũng không đúng. Cái này không phải, cái kia cũng không phải. Ta biết rồi, Lục Tầm. Là móng tay dài. Ngươi xem đi. Không phải. Cái này không phải do ta. Ngươi nhớ cho kỹ. Đừng bỏ đồ lung tung. Nhất là thứ có thể nộp lên công đường làm chứng cứ. Tại sao? Bởi vì nếu nó không lên công đường thì ngươi sẽ phải lên đó. Tại sao vậy chứ? Xem tay làm gì vậy? Ai mà biết. Tay thì kiểm tra được gì đâu. Phải đó. Tay hung thủ không lẽ có vấn đề sao? Ai mà biết đâu. Kiểm thì kiểm thôi. Lát nữa lần lượt từng người sao? Chúng ta đâu phải là hung thủ, phải không? Cứ để hắn kiểm tra đi. Lục thống lĩnh, tay cô ta có vết thương. Cô ta có vết thương sao? Phải đó. Có phải cô ta giết người không? Hung thủ sao? Khi nãy nhìn là nghi rồi. Đừng động vào mũi mũi của ta. Sao lại bị thương? Ta cũng không biết. Ca ca, đau quá. Người thổi như vậy không đúng đâu. Để ta thổi cho cô ấy. Đại Sơn, cô là vũ nữ của Yến Tiệc đúng không? Sao ngài biết? Bọn ta đâu có mù. Cô mặc như vậy ai mà không biết. Vậy ngươi thì làm gì? Ca ca của ta, quân ấy là thợ pháo hoa. Pháo hoa của quân ấy đẹp nhất cả kinh thành đó. Lục thống lĩnh, quản gia. Lục thống lĩnh, khi Trịnh đại nhân gặp chuyện, ông có ở bên cạnh không? Khi đó tôi luôn ở bên cạnh hầu hạ đại nhân. Vậy trong yến tiệc có những ai tiếp cận Trịnh đại nhân? Tiểu nhân cũng không nhớ rõ. Khi đó các vị quý nhân này đều bận bịu mời rượu lão gia. Người đến người đi thì... Hay quá. Phải đó, được lắm. Mời, mời, mời Trịnh đại nhân. Chúc ngài thọ tỷ Nam Sơn. Đúng rồi. Lúc lão gia gặp chuyện, Như Nguyệt cô nương luôn múa bên cạnh của lão gia. Các ngài muốn bắt thì bắt ta. Đừng ức hiếp mũi của ta. Có bắt không? Bắt cái đầu của người đó. Đa tạ các vị đã hợp tác. Mọi người có thể về nhà rồi. Đi mau đi mau. Ở đây đáng sợ quá. Cứ vậy mà thả người sao? Bám theo hai người họ trước đi. Tại sao vậy? Vì ngươi thông minh. Lý do này của ngươi, lý do này của ngươi ta không phản bác đâu. Các cô nói coi, liệu đây có phải là quan hùng đòi mạng hay không? Phải đó. Lão gia làm quan bao năm, nào là tịch thu tài sản, nào là tru di cửu tộc. Biết đâu ai đó chết quan. Với lại lão gia chết ly kỳ như vậy, đây khả năng cao là quan hùng đòi mạng rồi. Cô đừng có nói nữa. Được rồi, sợ chết đi được. Đừng có nói nữa mà. Dân đại nhân, binh bộ thượng thư Trịnh Nham tối nay bị ám sát chết ở Trí Liên Lầu. Ai ở đó? Có Lục thống lĩnh. Kêu bọn họ đêm nay phải cảnh giác. Có việc gì lập tức báo cáo với ta. Rõ.
tên cẩu tặc dân tranh. Ta dùng ảnh độn thuật ẩn nấp nhiều năm bên cạnh ngươi mà ngươi không thể tiếp cận. Rốt cuộc ngươi đang đề phòng cái gì? Thu dọn hành lý, chúng ta rời khỏi kinh thành đi. Dân đại ca, nghĩa phụ. Lục Tâm, ta nghe cửu môn vệ nói là con nhìn thấy Dạ Xoa ở tử lâu xảy ra án mạng. Dạ đúng. Không đuổi kịp sao? Cũng không trách được con. Ta và Dạ Xoa có thể nói là quan gia nhiều năm. Ta đã điều tra hắn 15 năm, nhưng cho tới bây giờ ta vẫn chưa tra được gì. 15 năm trước, tại sao cha của con lại xuất hiện trong danh sách phản tặc? Nghĩa phụ, người không biết thật sao? Con không tin ta sao? Con lỡ lời rồi. Nghĩa phụ có ân nặng như núi với con. Con chỉ quá nóng lòng. Năm xưa chính là ta đã quét sạch dư đảng tiền triệu trong kinh thành. Cha con là người ra sao, trong lòng của ta rõ nhất. Thế nhưng muốn lật lại vụ án cho cha con không phải là chuyện dễ dàng đâu. Không có chứng cứ mà chất vấn thánh chỉ chính là đại tội. Nghĩa phụ dạy đúng. Trịnh Nham là binh bộ thượng thư, ông ta chết không phải là chuyện nhỏ. Chuyện này con phải chú tâm vào đó. Hôm nay có thu hoạch gì ở hiện trường vụ án hay không? Hai huynh muội là chủ nữ trong yến tiệc và thợ pháo hoa, rất đáng ngờ. Có manh mối thì tốt. Nhớ cho kỹ, không chứng không cứ, nhất định không được bắt người. Ở cửu môn này nhất định không được có án đáng ngờ, càng không được có án quan. Con đã biết rồi. Dậy đi. Cha, cha, cha đừng giục con mà. Cha, cha con muốn về nhà. Con không chịu nổi nữa đâu. Cha, con muốn ngủ, cha đừng có hối thúc con nữa mà. Cha, ta không có thằng con trai ngốc như ngươi. Ngươi còn ở kia không? Sao lại đau như vậy chứ? Có phải ngươi đánh ta hay không? Ai đánh ngươi là ngươi đó. Sao lại đau như vậy chứ? Thôi chết, xảy ra chuyện rồi. Trong nhà không có ai. Chẳng lẽ hai người họ chạy rồi sao? Phong Như Nguyệt, cô ấy cũng bị đánh ngất. Như Nguyệt cô nương, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Có chuyện gì vậy? Tối hôm qua ta và Kaka đang định về nghỉ thì đột nhiên có cảm giác bị đánh ở phía sau lưng, sau đó thì ta ngất đi luôn. Vậy còn trước đó cô có phát hiện ra điều bất thường không? Không có. Phải rồi, Kaka của ta đâu? Chắc bị bắt đi rồi. Quỳnh ấy, đừng động vào, là đồ của Kaka ta. Không động thì không động. Chạy mau. Đi, chạy mau. Chạy mau. Cô không sao chứ? Ta thì không sao. Chỉ là bạn của Quynh. Quynh ấy, Quynh ấy, hắn không sao đâu. Mặt cô dơ rồi, để ta lau giúp. Đa tạ huynh. Cái đồ trọng sắc khinh bạn, thấy chết không cứu. Ngươi có biết là khoảnh khắc ngươi đóng cửa lúc nãy trái tim của ta tan nát hay không? Ta còn bên trong, sao ngươi lại đóng cửa chứ? Mà cô ấy dơ thì ngươi lau giúp cô ấy,
Vậy còn mặt của ta dơ thì ngươi cũng lau giúp ta đi. Ta nói cô nghe, huynh muội các cô đúng là không phải người tốt. Nếu không thì ở trong nhà làm gì có thứ nguy hiểm như vậy chứ. Sao huynh không soi gương đi? Bây giờ huynh mới là không giống người tốt. Ta đã nói với huynh rồi, đó là pháo ném, không cho huynh động vào, mà huynh còn cứ động vào. Cô không phải là người tốt, ta nói cô biết. Nếu không nhờ khí chất của ông đây thì nổ banh xác từ lâu rồi. Cô đi đâu vậy? Đi tìm ca của ta. Tìm ở đâu? Bị bắt đi rồi. Vậy thì ta sẽ cứu huynh ấy. Cô không biết hắn ở đâu, cho dù cô biết đi nữa thì cô cũng không cứu nổi hắn đâu. Ta đã xem qua rồi, trong nhà cô không hề để lại bất cứ dấu vết dặn co nào, chứng tỏ thân thủ của người này rất tốt. Mười cô cũng không xử lý được hắn. Ta không cần biết, nhất định ta phải tìm huynh ấy. Dù là núi đao biển lửa ta cũng phải đi. Không phải chứ? Có đuổi theo không? Thôi khỏi đi, để cô ấy bình tĩnh lại đã. Tối qua xảy ra hàng loạt chuyện ly kỳ, biết đâu có liên quan gì đó trong chuyện này. Đi thôi, đi gặp cái tên diễn xiếc kia đi. Lục thống lĩnh. Đúng là khốn kiếp. Ta... Nè tiểu tử, ở đây mà ngươi còn muốn chạy sao? Có phải ngươi nghĩ quá nhiều được không? Ta hỏi ngươi, ngươi muốn chạy phải không? Vậy chạy đi, chạy nữa đi. Ngươi giả chết phải không? Ngươi giả chết với ta đúng không? Ngươi đúng là giả chết rồi. Chết rồi. Sao? Chết thiệt sao? Xem ra là tự sát. Bất thường lắm. Bất thường chỗ nào? Bất thường ở chỗ... Ta cũng không biết bất thường ở chỗ nào. Nhìn chỗ này đi. Đây là dấu ấn cận vệ trong cung Tiền Triều. Ta từng thấy nó trong hồ sơ. Vậy chúng ta bắt được một dư đảng của Tiền Triều sao? Tìm được manh mối rồi tính. Tìm thấy lệnh bài phải không? Cho ta xem đi. Ngươi nghĩ lệnh bài này liệu có phải cũng là của Tiền Triều không? Không phải. Ta biết bất thường chỗ nào rồi. Khi nãy chúng ta bước vào hắn đã muốn bỏ trốn. Đây là phản ứng của người ham sống mới có. Nhưng sao hắn lại tự sát không một chút do dự? Điều này rất mâu thuẫn. Cảm giác bất thường ban nãy của ta là ở chỗ này đó. Tuyệt vời. Vậy thì chứng minh được gì? Chuyện này để ta nghĩ đã. Là chứng minh được một vấn đề. Hắn có bí mật nhưng không cho chúng ta biết. Một là sống sót ra khỏi đây trước khi mở miệng. Còn hai, chỉ có thể trở thành người chết không tiết lộ ra ngoài. Ngươi nghĩ cái chết của Trịnh đại nhân liệu có liên quan gì tới hắn hay không? Rất khó nói. Nhưng mà quân đệ Phong gia rất có vấn đề. Vậy chúng ta bắt Phong Như Nguyệt lại đi. Ngươi có chứng cứ không? Ta... Cửu môn. Lục Tâm, ta cầu xin các huynh đó, hãy giúp ta tìm ca ca đi. Ta đã đi hỏi những người quen biết với huynh ấy, nhưng không ai nhìn thấy huynh ấy cả. Ta sẽ đi tìm Phong Không Không. Nếu có tin tức, ta sẽ báo cho cô. Lục Tầm, ta cầu xin huynh đó, cầu xin hai huynh tìm giúp ta đi mà. Từ khi ta còn nhỏ, ta đã không còn bất cứ người thân nào nữa rồi. Ta chỉ có một mình ca ca thôi. Nếu như ca ca của ta cũng ra đi, vậy thì ta phải làm sao đây? Lục Tầm, huynh không thể đối với ta như vậy đâu. Ta hứa với cô, nhất định sẽ giúp cô tìm ca ca của cô, có được không? Đừng khóc nữa. Vậy lỡ như huynh nuốt lời thì sao? Vậy thì cô cứ theo hắn thôi. Tìm không ra thì cô đốc thúc hắn tiếp tục tìm. Còn nếu tìm được rồi thì... Lấy thân báo đáp. Ngươi nói cái gì vậy? Chúng ta đang điều tra án, sao dẫn một cô nương theo được chứ? Chẳng phải ngươi luôn cảm thấy hai huynh muội này rất đáng ngờ sao? Bây giờ chúng ta không có chứng cứ, mà cô ấy lại chủ động đi theo, vậy thì càng tốt. Lục Tâm, huynh dẫn ta theo đi. Ta sẽ không gây phiền phức cho các huynh đâu. Ngươi mau dẫn cô ấy đi đi. Cô ấy sẽ không gây phiền phức cho ngươi đâu. Chúng ta tới đây làm gì? Tới tìm Bách Hiểu Sinh. Tìm cầm đồ của hắn không những để đổi tiền tài, còn có thể đổi được tin tức. Hắn hiểu rõ chị Kinh Thành, giống như sân sau nhà của mình vậy đó.
Trên biết trăng tròn hay khuyết, dưới biết hưng vong của quốc gia. Nghèo thì dù ở phố thị cũng chẳng ai hỏi đến, giàu có thì ở rừng sâu cũng có thần thích. Đều là người lăn lộn trong giang hồ cả, giữ chút thể diện được không? Ta nói người biết, bớt thừa nước đục thả câu với ông đây đi. Cửa tiệm nhỏ này sao dám đắc tội với các vị tai to mặt lớn chứ? Người thấy dáng vẻ của bọn ta hôm nay là biết bọn ta đến. Cầm binh khí, kiếm tốt đó. Không phải đâu, bọn ta đến để chào ấm áp. Bọn ta đến là để làm việc may mắn cho cửa tiệm sao? Người quá xấu, người quá xấu rồi. Bọn ta tới trà án. Biết cái này là gì không? Đây chỉ là một lệnh bài thông thường thôi. Nói thừa, bọn ta không biết cái này là lệnh bài sao? Ý của bọn ta là ngươi có biết lệnh bài này từ đâu mà ra không? Chuyện này làm sao ta biết được chứ? Các vị đại gia, mời về cho. Đây, đây thiên cơ không thể tiết lộ đâu. Khoan đã, chờ chút. Còn nữa, người sống dừng lại, người chết bước đi. Những người tới tìm ta nghe ngóng tin tức này đều không bao giờ xuất hiện nữa. Các người tự lo liệu đi. Người sống dừng lại, người chết bước đi. Chẳng phải kêu chúng ta đi chết sao? Ta luôn cảm thấy hắn đang lừa chúng ta. Con người Bách Hiểu Sinh tuy rằng ham tiền, nhưng ta nghĩ thể diện đối với hắn còn quan trọng hơn cả tiền tài, nên ta nghĩ hắn không lừa chúng ta đâu. Phải đó. Đại Sơn, thấy quen không? Đây không phải là bộ đồ của ma nữ đó sao? Ma nữ gì vậy? Nè, ma nữ gì vậy chứ? Ma nữ gì vậy? Tới đây. Ông chủ mua đồ liệm. Các ngươi có người thân nào vừa mới mất sao? Không phải chứ, ông nói chuyện kiểu gì vậy? Nè ông chủ, lấy cho chúng tôi 3 bộ đồ liệm. Tiệm này lo liệu tang lễ từ đầu tới cuối. Còn có tiên sinh phong thủy nổi danh kinh thành, xem đất cho ngài. Đồ liệm của cửa tiệm này có rất nhiều mẫu. Các vị khách quan, mời xem. Bộ màu đỏ này cũng đẹp lắm, phải không? Cô nương, đúng là có mắt nhìn đó. Đây là mẫu của mùa xuân bán chạy của cửa tiệm ta. Ngày hôm qua vừa mới bán được một bộ. Có phải là một nam nhân trông giống như con chuột đen lớn? Phải đó. Đã cầm đồ liệm, sau đó đã ướm lên trên người, ướm tới ướm lui. Ông chủ, ta có thể thử không? Đồ liệm mà cô cũng muốn thử sao? Không thử sao ta biết có đẹp hay không? Nè huynh đệ, ngươi không hiểu gì nữ nhân rồi. Ta chỉ hiểu người chết, không hiểu nữ nhân. Ông chủ, lấy 2 bộ trẻ nhất đi. Được thôi. Người trẻ tuổi bây giờ thịnh hành mua đồ liệm cho mình thiệt đó. Lục Tâm, ta thấy huynh trông như là công tử nhà giàu có, vậy mà thực chất lại là người keo kiệt. Uổng cho gương mặt này của huynh quá. Đa tạ đã khen, tiêu xài hợp lý. Đúng vậy, người trả tiền đi. Tại sao chứ? Đây. Ông luôn nói chuyện như vậy sao? Phải đó. Đúng là gặp ma giữa ban ngày rồi. Nghĩa Trang, người sống dừng lại, người chết bước đi. Người mang theo tội danh sống tạm bợ qua ngày trở thành người chết. Liên kết duy nhất của họ và trong thành chỉ có ở đây. Liệu có trong quan tài không? Trống rỗng. Có ai không?
cũng trống rỗng luôn. Có người từng nằm. Sao người biết? Ngửi thử đi. Ngửi sao? Chính là mùi này. Mùi hồ ly thối của ma nữ. Vậy chắc là ở đây. Cô làm gì vậy? Không phải chứ Lục Tâm, ngươi định tối nay qua đêm ở đây sao? Ngươi sợ sao? Ta đây mà sợ? Ta có lúc nào mà không sợ đâu. Vừa hay có cơ hội rồi, ngươi nằm ở đây đi. Không phải chứ, ta... Cái mùi này thiệt tình. Vậy còn ta? Nếu như cô sợ thì về nhà đợi tin tức đi. Không được đâu, ta phải cùng các huynh tìm ca ca của ta. Nhưng Nguyệt muội muội, cô tới chỗ của ta đi. Chỗ của ta rộng lắm đó, đủ nằm hai người. Ta bảo vệ cô. Không cần đâu, mùi đó vẫn hợp với Quỳnh hơn. Ta không cần đâu. Thức dậy đi. Đừng có ngủ nữa. Thức dậy đi. Bé Trúc đó đã thành tinh rồi. Nó tự nhúc nhích luôn kìa. Chúng ta không còn lựa chọn nào. Lên đó đi. Chuyện này là sao chứ? Nè các ngươi, có tiền mãi lộ không? Có, tôi có. Nếu không đủ tôi đưa ông thêm nha. Tôi có thiệt nè. Thứ khác không có chứ tiền nhiều lắm. Đưa hết cho ông nè. Các ngươi không phải cương thi. Thứ bọn họ cần không phải là tiền đâu. Hóa ra là đại nhân ở trong phủ sao? Tiểu nhân mạo phạm rồi. Nè, hai người, chờ ta với. Lục Tâm, ngươi nói coi, vừa nãy nếu chúng ta không có miếng lệnh bài kia thì có phải tất cả chúng ta đều phải nộp mạng cho con sông đó không? Lúc chúng ta vừa lên bè trước thì không có gì bất thường, tới giữa hồ thì chúng mới làm khó. Chuyện này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Một là để tiền mãi lộ qua sông, hai là chết. Vậy cô nói coi, ca ca của ta có thể ở đó không? Xem chẳng may thôi, đợi thêm chút nữa đi. Này Lục Tâm, ngươi nói xem, chúng ta vào trong như vậy còn có thể sống mà đi ra hay không? Yên tâm đi người anh em,
Cho dù gặp phải tình huống gì, ta cũng sẽ chết trước mặt của ngươi. Huynh đệ tốt. Xem ra, chúng ta muốn thuận lợi ra khỏi đây phải tốn một chút công sức. Tại sao vậy? Các người xem số binh khí này đi. Lương thực, da lông, còn có bọ cạp. Điều này chứng tỏ người ở đây về cơ bản sống tự cung tự cấp, không cần trao đổi với bên ngoài. Con sông mà chúng ta đi vào, hai bờ đều không có bến đò. Thêm lời của Bách Hiểu Sinh nói, những người từng nghe ngóng tin tức của thành Hắc Trại đều không bao giờ xuất hiện nữa. Cho nên theo ta thấy, đây chính là thành ăn thịt người, có thể vào mà không có thể ra. Vậy còn ma nữ kia thì sao? Là lệnh bài. Lệnh bài? Nếu không đoán nhầm thì lệnh bài này chính là chứng minh thân phận đẳng cấp đặc quyền của thành Hắc Trại. Chỉ có người nắm được miếng lệnh bài này thì mới có thể tự do ra vào. Giấu cho kỹ đó. Miếng ngọc này tốt lắm. Không được đâu, không được. Được mà, đổi miếng khác đi. Đây là chỗ nào chứ? Nè cô nương, cô thấy miếng ngọc này thế nào? Miếng ngọc bội này mới tới chỗ của ta hôm qua. Đó là ngọc bội của ca ca ta. Đây là đồ tốt đó. Chắc chắn họ bắt được ca ca của ta rồi. Đồ tốt đúng không? Ở đây vàng thau lẫn lộn. Hơn nữa chúng ta không biết mục đích thực sự của bọn chúng là gì. Miếng ngọc này nhìn cũng tạm thôi. Xem ngọc đi, tới xem ngọc đi. Đưa tiền cho ngươi đây. Sao lại là đưa đá màu đen? Ngươi xem đi, đó mới là tiền tệ ở đây. Tiền trước đó của ngươi không dùng được đâu. Chúng ta tìm quán trọ trước đã, tìm hiểu tình hình rồi đi tiếp. Lục Tâm, Lục Tâm, Lục Tâm, Lục Tâm, thơm thiệt đó. Chúng ta từ từ ăn rồi tìm quán trọ không được sao? Ăn thịt trước đi. Vậy thì ăn một chút. Đây đây đây, cạn. Ngồi ở đó đi. Ngồi đi, ngồi đi. Ba vị khách quan muốn ăn gì? Người cứ mang rượu ngon, thịt ngon lên đây. Được rồi, có liền, có liền. Ông chủ, tính tiền. Dạ được thưa ngài, ngài không cần lấy lệnh bài ra nữa. Bình rượu ngon này là ta tặng ngài đó. Không đưa tiền lại còn tặng rượu, chuyện này hiếm gặp đó nha. Là lệnh bài. Ngài đi thông thả nha. Cha, kiếm của người. Ta đi một chút rồi về. Sao người nói đi là đi vậy? Rốt cuộc thì cô nấy đi đâu? Ta đâu có biết. Cực phẩm nhân gian. Cút đi cho ta. Nè cực phẩm, dừng tay. Buông cô gái đó ra, để đó cho ta. Em gái nhỏ tuyệt vời lắm. Thôi ta nhường cho người đó. Người ban ngày ban mặt ra ngoài dọa người sao? Cực phẩm của ta, cực phẩm của ta đó. Đúng là làm ta giật mình mà. Ở đây còn một cực phẩm tuyệt trần đây. Cái này mới gọi là cực phẩm. Ta nói cho người biết, đừng có động vào cô ấy.
Ta không động vào cô ấy. Không lẽ ta động vào ngươi sao? Đừng mà. Cái miệng này của ta không được ngoan. Huynh đệ ta giúp người đó. Cô ta mắc bệnh phong lưu. Không phải chứ, huynh mới bị bệnh phong lưu đó. Phong lưu sao? Vậy thì tốt quá rồi. Đúng lúc ta cũng thích như vậy. Lại thêm một cực phẩm nữa rồi. Mà cứu ta, cứu ta với, cẩn thận đó. Tên lưu manh nhà ngươi. Cô nương đúng là biết nói đùa. Ở trong thành này có ai không phải là người xấu đâu chứ. Ngươi ghê gớm lắm mà. Hôm nay ông đây búng chết ngươi đó. Búng chết ngươi. Búng chết ngươi. Búng chết ngươi. Cút đi. Huynh nói ai mắc bệnh phong lưu? Ta nói vậy là để cứu cô mà. Huynh kiếm chuyện thì có. Cô nương, cô có sao không? Ta không sao. Cảm tạ cô nương và hai vị anh hùng cứu giúp. Khách sáo quá. Ngươi có cảm thấy gã say rượu vừa rồi rất quen không? Ta còn đang nghĩ sao ngươi lại không ra tay. Có phải ngươi từng chơi bời với hắn hay không? Ngươi mới từng chơi bời đó. Hắn ta là đạo tặc hái quà nổi tiếng, lệnh truy nã còn được dán khắp kinh thành nữa kìa. Phải phải, ta nhớ rồi. Vậy có thể nói, ở trong thành này chắc chắn có rất nhiều tội phạm bỏ trốn. Hèn gì, cái tên ngu ngốc vừa rồi nói là ở đây toàn là người sống. Vậy thứ gọi là cương thi kia chính là nơi chết của người sống, nơi sống của người chết. Ngươi cần gì quan tâm tới mấy người đó là người sống hay là người chết chứ? Mình tốt là được rồi. Nè tiểu muội muội, trời cũng không còn sớm, ở đây đều là người sống, cô mau về đi. Mọi người vừa tới thành Hắc Trạch đúng không? Ta tên là Tiểu Đường, trong thành này không có quán trọ đâu. Nếu như mọi người không ngại có thể về nhà của ta ở. Không cần đâu, chuyện này không ổn cho lắm. Chúng tôi phải suy nghĩ tới an toàn của cô. Tôi hỏi cô, nhà chúng ta có ở xa không? Không xa lắm. Vậy có đồ ăn không? Có chứ, cứ đi xem trước đi. Đừng lơ là mất cảnh giác. Ở ngay phía trước thôi. Tiểu Đường Đường, nơi này của các cô, còn có cô nương nào khác hay không? Tiểu Sơn Dương, gì cũng có. Chỉ có thứ mà huynh không nghĩ ra thôi. Tới rồi. Mọi người từ đâu tới vậy? Từ Kinh Thành. Vậy mọi người tới đây làm gì? Chúng tôi bỏ trốn. Bỏ trốn? Có phải cô gái nào huynh cũng dối trá như vậy không? Vậy chắc chắn huynh biết phủ cửu môn ở Kinh Thành phải không? Cô hỏi chuyện này làm gì? Vậy huynh có biết dân tranh không? Cô biết sao? Tất nhiên ta biết. Vậy hai người có quan hệ gì? Là kẻ thù đó. Cô là ai? Rốt cuộc ngươi là ai chứ? Ta là chủ nhân của thành Hắc Trạch. Các chị quân đệ, hiểu lầm, hiểu lầm. Chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi mà. Lục Tâm, không phải bình thường ngươi đánh nhau giỏi lắm sao? Lần này đánh đấm kiểu gì vậy? Ngươi không cảm thấy chỗ này có nhiều manh mối hay sao? Rất có thể Phong Không Không cũng bị nhốt ở đây. Ca ca, đừng lo lắng. Bây giờ Tiểu Đường Đường không biết gì về chúng ta. Trước tiên đừng để lộ thân phận. Bất kể cô ta hỏi cái gì thì cũng đừng nói thật. Một khi cô ta biết được những gì cô ta muốn biết từ cô thì chúng ta cách cái chết không xa đâu. Làm càng rồi đó. Đi. Không phải chứ, Lục Tâm. Nè, Lục Tâm. Lục Tâm, ngươi dẫm vào chân của ta rồi. Đi. Đi, nhanh lên. Lục Tâm, mau lên. Ngươi chính là Lục Tâm. Chính là tại hạ. Vậy lão tặc dân tranh đó là nghĩa phụ của ngươi. Cô có mâu thuẫn gì với nghĩa phụ của ta? Mâu thuẫn gì sao? Ông ta phản bội ta, mưu hại ta. Nếu như không phải vì ông ta
thì ta cần gì phải chui rút ở chỗ quái quỷ này? Tuy rằng ngươi không phải con ruột, nhưng mà nếu như ta giết ngươi thì chắc hẳn ông ta cũng sẽ cảm thấy đau lòng đó. Ta có thể cho ngươi một cơ hội. Ngươi ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta. Nếu câu trả lời của ngươi khiến ta hài lòng thì ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Nếu như ta nói hết mọi chuyện, chỉ e rằng bọn ta sẽ chết nhanh hơn. Lệ Chung công chúa, ngươi đúng là quá thông minh. Nếu ngươi chịu phối hợp, vậy thì có lẽ ta sẽ cho ngươi chết nhanh hơn. Hay chúng ta đổi cách khác đi. Cô nói những gì cô biết cho ta, ta nói chuyện mà ta biết cho cô. Thú vị thiệt đó. Được thôi. Năm ấy có một nhóm người bị đổ tội là dư đảng của tiền triều trước đây. Sau khi bị cửu môn chặn lại thì cả nhà bị chém chết. Cô có biết chuyện này không? Biến cố cửu môn. Có phải kẻ đeo mặt nạ khi nãy có liên quan tới biến cố cửu môn? Ý ngươi là quỷ thủ? Không sai. Hắn chính là người may mắn sống sót sau biến cố đó. Nếu ngươi đã biết cả rồi thì cần gì phải hỏi? Được rồi, đến lượt ta hỏi ngươi. Khoan đã, cô có thể cho ta gặp quỷ thủ một lần không? Nếu cho ta gặp hắn, ta sẽ trả lời câu hỏi của cô. Thành chủ, thành chủ, có chuyện gì? Thuốc nổ mà người cần đã chuẩn bị xong rồi. Lập tức đưa hắn tới đó để chôn thuốc nổ. Rõ. Nhanh lên, thả ta ra. Đi. Vào đi. Nhanh lên. Đại Sơn, qua đây, qua đây. Chầm giùm ta đi. Cô ra kiểu gì vậy? Ai mà không có chút bản lĩnh phải không? Nhanh lên. Lục Tâm, trốn ra đi rồi tính. Nhanh lên, mau. Lưu Quỳnh. Là Lưu Quỳnh thiệt nè. Gửi đi. Lục Tâm, đây là pháo ném mà ca ca ta làm. Cả kinh thành này chỉ có một mình quân ấy biết. Chắc chắn bây giờ quân ấy đang ở đây. Không hay rồi. Nếu chúng có âm mưu gì đó với kinh thành, chúng ta phải mau chóng trở về. Vậy ca ca phải làm sao? Chúng bắt ca của cô làm thuốc nổ. Trước khi quân ấy chưa hoàn thành nhiệm vụ thì vẫn an toàn. Khi nãy ta nhìn thấy quỷ thù áp giải người đi khỏi. Chắc chắn đó là ca ca của cô. Chuyện nhỏ thôi, giải quyết xong. Đi. Đứng lại đó. Chạy đi. Không được chạy, đuổi theo. Không được chạy. Ngồi xuống đi. Cô bị ngốc sao? Bịt tai trộm chuông sao? Im miệng. Đi. Đâu rồi? Đi theo. Rõ ràng ta thấy chúng chạy về phía này mà. Sao chớp mắt đã không thấy đâu nữa? Còn có thể đi đâu chứ? Qua bên kia. Đi. Cô lấy đâu ra bảo bối này vậy? Cha của ta cho ta đó. Đương nhiên là thần kỳ rồi. Đi theo bọn họ sẽ có lối ra. Đi. Có nhìn thấy ba người đi ra ngoài không? Không có. Chắc chắn đây là lối ra rồi. Mấy tên ngốc này còn chưa biết ông đây đeo sau chúng. Vậy chúng ta giải quyết chúng đi là có thể trở về rồi, phải không? Hai vị đại ca, cho hỏi đây là lối ra thành Hắc Trạch phải không? Ngươi đi xem đi. Được. Cô là ai? Ta lạc đường cho nên muốn hỏi thăm xem sao.
Giờ phút này ta chỉ muốn cắn một miếng đùi dê thật to. Đúng là chỉ biết ăn thôi. Lục Tâm, nghĩ đi nghĩ lại, hay là cứ về nhà trước đi. Lỡ ca ca của ta trở về đó thì sao? Hay là như vậy, tiểu gia đưa cô về nhà nha. Không cần đâu, ta tự về cũng được. Không được đâu, dạo này kinh thành không yên ổn, một mình về hơi nguy hiểm đó. Có ta đưa về rồi, yên tâm đi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi mất dạng 2 ngày mà không cho người đến báo một câu. Con đi đâu? Thợ phó qua ở tiệc mừng thọ của Trịnh đại nhân mất tích. Con và Đại Sơn vẫn đi tìm hắn. Có phát hiện gì không? Vì huynh có biết dân tranh không? Cô biết sao? Tất nhiên ta biết. Vậy hai người có quan hệ gì? Là kẻ thù. Vẫn chưa tìm được. Hắn là người giám sát của vụ án Cửu Môn. Có lẽ cái chết của hắn có liên quan tới chuyện đó. Điều tra cẩn thận. Con biết rồi. Đại Sơn đâu? Hắn đang trong chừng muội muội của Phong Không Không. Đại Sơn là huynh đệ cùng lớn lên với con, là người đáng để con tin tưởng nhất. Tầm Nhi, lúc tra án nhớ để ý tới nó một chút, đừng để nó gây rắc rối. Con biết rồi. Ta nói cô nghe, lần trước ta tới nhà của cô đó, tới chỗ này ta á một cái là ta ngất luôn. Nhưng mà ta nói cô biết, Như Nguyệt là một nam nhân đích thực, thì ta sẽ không thể dễ dàng ngã một nơi 2 lần như vậy, phải? Không phải là nam nhân đích thực. Sư phụ, có phải con nảy sinh tình cảm với Lục Tầm rồi không? Đệ tử không dám. Đệ tử chỉ muốn tìm được ca ca và rửa quan cho phụ thân. Lục Tầm đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Chúng ta phải mau. Dạ. Tỉnh dậy đi, đừng có ngủ nữa. Sao huynh lại ngủ ở đây? Ta phải hỏi cô mới đúng. Tại sao lại đánh ngất người ta? Tại sao cô lại làm như vậy? Không phải vì ta sợ lỡ như ca ca ta trở về trước, huynh ấy biết các huynh nghi ngờ huynh ấy. Còn huynh ngày nào cũng theo ta, tất nhiên là huynh ấy không dám ra mặt gặp rồi. Vậy ý cô muốn nói là cô gặp được ca ca rồi? Không. Như Nguyệt muội muội, lúc nào rồi mà cô còn cãi cố? Ta nói thật với cô nha, ta thấy hết rồi. Huynh thấy cái gì chứ? Ta thấy ban nãy cô gặp một người ở đây. Đó không phải là ca ca cô sao? Cũng không phải là huynh chưa từng gặp ca ca ta. Người ban nãy ta gặp có phải ca ca không? Không lẽ huynh không biết? Đương nhiên là ta không nhìn rõ rồi. Đó không phải ca ca của ta. Nếu đó là ca ca, chắc chắn bây giờ huynh ấy không gặp được ta đâu. Vậy rốt cuộc vừa rồi cô gặp ai? Họ hàng nhà ta đó. Cô còn có họ hàng sao? Họ hàng gì? Là gì cả. Gì cả của cô tới rồi sao? Vậy gì còn dưỡng của cô đâu? Có tới không? Thiệt tình.
Bàn này, mau chuyển hết những cái bàn còn lại đi. Binh bộ thượng thư Trịnh Nham bị ám sát. Ngươi dọn dẹp bên này đi. Không có hung khí, không thấy hung thủ. Quan hồn đoạt mạng. Cô nói ta biết, đó có phải là dì cả của cô không? Đó chính là dì của ta, đó chắc chắn không phải dì cả, phải? Tới rồi sao? Sao rồi, có manh mối chưa? Ta cần cô cho ta một lời giải thích về cái chết của Trịnh Nham. Huynh dựa vào đâu mà nói như vậy chứ? Huynh có bằng chứng sao? Sự xuất hiện của Dạ Xoa, ta còn tưởng là cố ý để cho bọn ta nhìn thấy. Còn về chứng cứ họ giết Trịnh Nham, chính là pháo hoa đêm hôm đó. Pháo hoa có là gì đâu? Đương nhiên là không. Nhưng đó không phải pháo hoa bình thường. Chuyện này sao ta không hiểu gì hết? Ta thấy đòn dông trên trần nhà có vết hằn mới. Vết hằn thẳng, hẹp và dài. Muốn để lại vết xước trên gỗ hoa lê mà Túy Tiên Lâu sử dụng tuyệt đối không phải dễ. Lại xét tới vết thương chí mạng của Trịnh Nham, ta suy đoán là do người khác giết. Và cái đêm xảy ra án mạng đó, chỉ có một người có thể tiếp cận Trịnh đại nhân thuận lợi. Người nói như Nguyệt sao? Sao có thể chứ Lục Tầm? Không sai, đúng là cô ta không làm được. Bởi vì hung thủ là người khác. Không, không, không. Cô từng nói ca ca cô là thợ pháo nổi tiếng của kinh thành. Quỳnh ấy là thợ pháo hoa. Pháo hoa của Quỳnh ấy đẹp nhất kinh thành này luôn. Phong Không Không muốn chế tạo ra pháo hoa đặc biệt không hề khó. Quỳnh mỗi hai người liên thủ. Phong Như Nguyệt dùng sợi tơ, Phong Không Không châm pháo hoa, lấy tiếng nhạc để ra hiệu, trong ứng ngoại hợp, cùng nhau âm mưu sát hại mệnh quan triều đình. Tiếng nhạc kết thúc, pháo hoa được bắn lên trời, thu sợi dây được giấu trong đó lại. Trịnh Nham đã bay ra khỏi lầu và bị cắt cổ mà chết. Còn hung khí cũng biến mất, không còn tung tích cùng pháo hoa. Các người tưởng rằng chuyện này quỷ không biết thần không hay, nhưng Kakako nóng ruột đếm nhầm nhạc phổ, bắn pháo hoa trước, ngược lại đã để lại sơ hở. Toàn là những lời hàm hồ, đây chỉ là suy đoán của Quynh. Cô đừng có giãy giụa. Có phải là chết người hay không? Điều này ta phân tích còn chưa thấu đáo tới vậy. Nhưng mà có một điều ta phân tích rất chắc chắn. Nhưng có một chuyện ta chắc chắn là dì cả kia không phải là dì cả của cô. Vì ta rõ ràng nhìn thấy đó là đôi chân của đàn ông. Nói đi, rốt cuộc người đó là ai? Cái gì mà gặp ai? Lục Tâm, ngươi vẫn chưa biết khi nãy cô ta lén lút đánh ngất ta. Sau đó tương kế tự kế, ta giả vờ ngất đi. Sau đó ta phát hiện cô ta lén lút đi gặp người đó. Đại Sơn, qua con phố bên cạnh và nóc nhà xem thử có sợi tơ kim loại nào ở đó không. Một trong số đó chắc chắn còn vết máu. Được, ta đi ngay đây. Chắc chắn không phải là chị của cô đâu. Nói đi, động cơ giết Trịnh Nham của cô là gì? Ta đã kêu Đại Sơn rời khỏi đây. Nói đi. Ta và ca ca của ta đều là cô nhi còn sống sót trong biến cố Cửu Môn năm đó. Năm đó Trịnh Nham dẫn người xông vào nhà của ta, giết sạch nhà của ta. Ta và ca ca khó khăn lắm mới may mắn thoát chết. Bọn ta giết Trịnh Nham chỉ vì muốn báo thù. Bọn ta có gì sai đâu. Chẳng trách người ta thường nói vận mệnh trêu ngươi. Ta tưởng cái may mắn năm đó chỉ có một mình ta thôi. Không ngờ hai người cũng giống như ta. Lục Tâm, Quynh cũng là phải. Cho nên bao nhiêu năm nay ta vẫn luôn tìm kiếm sự thật. Có phải cô và ca ca quen biết Dạ Xoa hay không?
Người hai người vừa gặp có phải hắn hay không? Bọn ta không biết giả soa gì đó đâu. Vừa rồi ta gặp chỉ là sư phụ của ta. Sư phụ của ta, ông ấy cũng là người sống sót từ biến cố đó. Năm đó chính ông ấy đã cứu ta và ca ca của ta. Phải rồi, sư phụ nói vụ án năm đó có liên quan tới một mật lệnh. Nếu như tìm được mật lệnh đó thì có thể chứng minh sự trong sạch của họ. Lục Tâm thiệt tình, suốt ngày cứ bắt mình tìm sợi tơ gì đó. Đây là thứ mà người thường có thể nhìn thấy được sao? Ta mà có thể tìm được, ta gọi ngươi là cha đó. Máu sao? Ta không lẽ đang thiếu cha thật sao? Lục Phủ, ra đây đi. Sao lại là ngươi? Phụng lệnh của thành chủ, diệt cỏ tận gốc. Ca ca của ta đâu? Huynh ấy bị các người giấu đi đâu? Lục Tâm, cẩn thận đó. Sư phụ, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Xem ra thực sự là tới vì mật lệnh. Không sai. Ngươi là ai? Ta là quan hồn tới lấy mạng ngươi. Kiếm của cha ta sao lại ở chỗ của ngươi? Ngươi là con trai của Lục Phong đại ca sao? Ngươi là ai? Ta là thuộc hạ của cha con, là người sống sót từ biến cố cửu môn năm đó. Năm đó rốt cuộc đã có chuyện gì? Năm đó Lệ Dung công chúa ý vào tài lực của kho báu Long Mạch, kéo bè kết phái, có ý đồ phục quốc. Hoàng thượng muốn diệt cỏ tận gốc, cho nên đã lập ra quỷ môn với thủ lĩnh là cha con. Năm đó dân tranh vẫn chỉ là cửu môn vệ, không biết lấy được tình báo ở đâu, mà vẫn ngồi tìm được nơi ẩn nấp của Lệ Dung công chúa. Trong một đêm đã quét sạch dư đảng của tiền triều. Sứ mệnh của quỷ môn đã kết thúc. Hoàng thượng đã lệnh cho chúng ta đưa 18 mật lệnh tới các phiên hầu. Ngày hành động hôm đó, đội ngũ của quỷ môn khắp các con đường lần lượt bị một tên kỳ quặc chặn giết. Người này chính là Dạ Xoa. 17 mật lệnh trong số đó đã bị cướp đi. Cha của con liều chết giữ được mật lệnh cuối cùng, không ngờ lại bị lửa thiêu chết. Tới khi ta tỉnh lại thì đã tới thành Hắc Trạch rồi. Người trong quỷ môn đều bị tên cẩu hoàng đế giết sạch cả nhà bằng tội danh mưu phản. Ngoài thành Hắc Trạch ra, ngươi không còn đường nào để đi đâu. Ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện, giết dân tranh. Dân đại nhân, tên cẩu tặc đó lừa ta, nói là giúp ta phục quốc. Vậy mà cuối cùng lại lừa lấy mất cửa vào kho báu Long Mạch, khống chế cẩu hoàng đế với chức vị đề đốc của cửu môn, cuối cùng giết tận bọn ta. Kho báu Long Mạch sao? Đó là quốc khố của triều ta, hiện nay đã bị tên cẩu tặc dân tranh độc chiếm. Chỉ cần giúp ta giết chết hắn, ta sẽ giúp ngươi báo mối thù của ngươi. Dạ Xoa đã hại ta nhà tan cửa nát, ta phải đích thân giết chết Dạ Xoa, an ủi linh hồn của Lục đại ca. Trong danh sách phản tặc đó, ngươi là ai? Lý Chính. Cha. Cha, con chính là Trường Lạc. Trường Lạc. Trường mới rộng rãi, thân an là niềm vui. Là Trường Lạc đi.
Trường Lạc, là con đây, con vẫn còn sống. Trường Lạc, có đau không? Dạ không sao đâu cha. Lục Tâm, người vừa rồi là sư phụ của ta, chính là Dạ Xoa mà mọi người nói. Năm đó Trịnh Nham dẫn người tới tịch thu tài sản, ta và ca ca đã trốn vào dãy nước. Ta có cách giúp các người báo thù, nhưng các người phải nghe lời của ta. Năm xưa hắn cứu hai người chính là để một ngày nào đó lợi dụng hai người tìm ra mật lệnh. Năm xưa sư phụ nói chỉ cần tìm được mật lệnh là có thể chứng minh sự trong sạch của cha. Thôi chết, mật lệnh đó, đó là giả, đó chỉ là một vật che mắt. Năm xưa cha giao mật lệnh cho ta đã dặn dò, nếu cha không thể sống sót trở về, hãy cất kỹ mật lệnh này, đừng nhắc với bất cứ ai, càng không được mở nó ra, nhớ chưa? Dạ nhớ rồi. Tất cả những gì ta làm chính là để dụ Dạ Xoa xuất hiện. Năm xưa hoàng thượng vì sao lại hạ mật lệnh cho các phiên vương? Lý Thúc Thúc, Thúc có biết nội dung của mật lệnh không? Ngoài hoàng thượng và cha của con ra, không một ai biết mật lệnh viết cái gì. Xem ra đã tới lúc lấy mật lệnh ra rồi. Ta có trực giác nội dung của mật lệnh có lẽ để ngăn Lệ Dung công chúa. Thúc bắt Phong Không Không là để cho nó hoàn thành phải không? Phải rồi cha. Không không đâu, quân ấy là Trường An đó. Thôi chết, Lệ Dung công chúa đã dẫn Trường An đi chôn thuốc nổ rồi. Cha phải mau dẫn nó về. Ta đi cùng với Thúc, cha con cũng đi. Trường Lạc, con đang bị thương đó, không được đi mạo hiểm đâu. Cha, con không muốn xa cha nữa đâu. Trường Lạc, không được đâu, cô có nhiệm vụ quan trọng hơn. Dạ Xoa một khi phát hiện mật lệnh là giả, chắc chắn sẽ canh chừng chúng ta. Chỉ có cô đi lấy mật lệnh, hắn mới không nghi ngờ. Ta và cha của cô đi cứu Không Không. Lối vào kho báu Long Mạch sao lại là nơi hẻo lánh chứ? Trừ phi trong thành còn có một lối ra khác. Phải đó, trong kho báu Long Mạch có một mật thất. Mật thất có hai cánh cửa, một cái là lối ra nối liền với kinh thành, cái còn lại là lối ra nối liền với nơi này. Hàng gì năm xưa Tiểu Đường thoát được truy bắt, xem ra cô ấy chưa nói bí mật này cho nghĩa phụ của ta. Nghĩa phụ của ta là có liên quan tới sự việc năm xưa phải không? Việc này ta không biết. Năm xưa Dạ Xoa giết người, Trịnh Nham phụng chỉ diệt môn, ta chưa từng nghe nói dân tranh có liên quan gì tới chuyện này. Năm xưa Quỷ Môn bọn ta chuyên điều tra dư đảng Tiền Triệu cho hoàng đế, đã diệt sạch mối đe dọa của Tiền Triệu thì Quỷ Môn tự nhiên sẽ trở thành một mối đe dọa. Hoàng đế có đầy đủ lý do để diệt trừ tận gốc Quỷ Môn bọn ta. Con không thấy rằng Quỷ Môn chỉ là vật hy sinh sao? Nên thúc giúp Tiểu Đường nổ hoàng thành, không chỉ để báo ân cứu mạng, mà cũng là báo thù diệt môn phải không? Không sai. Các con của ta giờ vẫn còn sống, trước mắt đối với ta, chỉ cần chúng sống tốt là điều quan trọng hơn hết thảy. Lại đây. Họ đã tới rồi. Bên này. Đứng yên đó. Đều là bọ cạp độc đuôi pha lê. Đi mau.
Đi. Được rồi, tới đây là an toàn. Chúng sẽ không đuổi theo đâu. Năm xưa quản thất tiền triều đã phát hiện ra nơi này, cho nên mới quyết định để kho báu long mạch nối liền trong ngoài kinh thành và trở thành một lối đi thoát hiểm. Cô ấy đã tới, đi theo ta. Đi. Được. Bỏ ta ra. Bỏ ta ra. Cô hứa với ta chôn xong thuốc nổ sẽ thả ta ra. Sao cô nuốt lời chứ? Là ngươi quá ngây thơ thôi. Cho nổ cùng luôn đi, tránh gây thêm phiền toái. Rõ. Nữ nhân bỉ ổi. Đi. Cô không chết yên đâu. Buông ta ra. Trường An, Đại Sơn. Không phải ta kêu ông giết hắn hay sao? Dẫn hắn tới đây làm gì? Thành chủ, Lục Tầm là con trai của đại ca ta Lục Phong. Ta không thể giết nó. Còn có cả Không Không, nó chính là Trường An con trai của ta. Xin cô hãy thả nó ra. Nếu đã như vậy, ta đồng ý với ông có thể thả hắn. Nhưng ông phải trông chừng hắn, đừng làm hỏng đại sự của ta. Đa tạ thành chủ. Có thể thả Đại Sơn hay không? Hắn là mồi nhử quan trọng nhất của ta, là con cờ ta giữ lại mười mấy năm. Hiểu lầm rồi các vị huynh đệ. Hiểu lầm rồi. Hiểu lầm rồi. Kêu ta thả hắn ra sao? Nằm mơ đi. Trường Lạc. Muội muội, muội có sao không? Mật lệnh bị hắn lấy mất rồi. Đại Dung công chúa, lâu rồi không gặp. Đừng hòng phá hoại kế hoạch của ta. Giết huynh đệ của ta, ta bắt ngươi nợ máu trả máu. Ta đi cứu Đại Sơn, hai người cẩn thận đó. Được. Đại Sơn, Đại Sơn, có chuyện gì nữa vậy? Đây là đâu vậy Lục Tầm? Cẩn thận. Cha. Cha. Đây là dấu ấn của cận vệ trong cung tiền triều. Ta và ca ca của ta đều là cô nhi sống sót từ biến cố cửu môn. Hắn là mồi nhử quan trọng nhất của ta. Đúng thật là ông. Ngươi làm sao phát hiện ra ta? Ta chỉ là nghi ngờ. Không biết dân tranh lấy được tình báo từ đâu ra, trong một đêm đã quét sạch dư đảng tiền triều. Đó là quốc khố của tiền triều ta, hiện nay đã bị cẩu tặc dân tranh độc chiếm. Ông đã giàu có từ lâu nay, lại còn có binh mã của phiên vương, sao có thể mua quyền đoạt vị như vậy chứ? Ông đường đường là đề cốc cửu môn, để ngồi trên ngai vàng hoàng đế, không tiếc giết hại đồng liêu, còn giả thành giả xoa. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ta vẫn luôn luôn hy vọng là mình đã sai. Ta và Đại Sơn từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Ông để cho hắn tiếp cận ta, chính là vì chỉ có ta biết được tung tích của mật lệnh. Suốt 15 năm qua ông nuôi ta bên cạnh, không lẽ chỉ muốn lấy được mật lệnh thôi sao?
Cái chết của Trịnh Nham cũng do ông cố tình sắp đặt để Quỳnh Muội họ Phong tiếp cận ta, Hồng tìm ra chỗ để mật lệnh. Không sai, bây giờ ta lấy được mật lệnh rồi. Chết hết đi. Được, chết hết đi. Hôm nay chính là ngày chết của ông. Đi. Thành chủ, dạ. Mọi người đuổi theo Dạ Xoa. Thuốc nổ giao cho con. Trường An, cẩn thận đó. Cha yên tâm. Đi. Dạ. Đi. Cha, cha kêu con đi theo Lục Tầm báo cáo sát sao cho cha. Không phải để giúp cha giám sát quản lý cửu môn sao? Đi. Cha, cha bỏ con ra. Lục Tầm còn ở trong, con phải đi cứu cậu ấy. Lòng dạ đàn bà thì khó thành việc lớn. Tại sao lại có thằng con trai bất tài như con? Cha, Lục Tầm. Ta chưa từng cầu xin ngươi điều trị Lục Tầm, nhưng mà lần này ta không thể trơ mắt nhìn cha của ta chết, ngươi có biết không? Vậy ngươi có biết người cha không bằng cầm thú của ngươi đã quỷ quại bao nhiêu gia đình, giết hại bao nhiêu người rồi không? Thù giết cha, hận diệt môn, hôm nay buộc phải có cái kết. Nếu như hôm nay ông chết thì coi như đã báo thù cho cha mẹ của ta, còn nếu như ta chết coi như trả cho ông ơn dưỡng dục 15 năm nay. Tấm lòng của ngươi ta xin nhận. Dừng tay lại đi cha. Nếu ông còn nhúc nhích, ta sẽ giết hắn. Cha. 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 Lục Tầm, năm xưa ta đã không cứu được Lục đại ca, nhưng vẫn còn may hôm nay đã cứu được con. Hãy hứa với ta, hãy chăm sóc tốt cho chúng. Ta hứa, ta hứa. Cha. 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 Sau khi Trần Trành chết, hoàng đế vui mừng khôn xiết.